Nếu như các bác đang muốn tìm một vật phẩm cho các bác trang hoàng lại không gian phòng khách hay những không gian làm việc, thì ở video ngày hôm nay em sẽ giới thiệu tới tất cả các bác một vật phẩm giúp các bác tăng độ thẩm mỹ cho không gian nhà mình, cũng như là một vật tăng sự phong thủy cho không gian. Và vật phẩm ngày hôm nay em đạt giới thiệu tới tất cả các bác mang tên mặt chống đồng hàng ăn mòn bản đồ Việt Nam. Bên cạnh em đây chính là một mặt chống có đường kính là 50cm, và tất cả họa tiết thì đều được bên em sử dụng máy khắc CNC, sau đó sẽ sử dụng hóa chất là axit ăn mòn trực tiếp lên phôi, lên tấm đồng với độ dày là 6cm. Và toàn bộ cái họa tiết các bác có thể thấy là nó cực kỳ sắc nét nổi bật. Và bên ngoài thì bên em sẽ có thêm một lớp phủ bóng 2K để đảm bảo độ bền bỉ nhất định của mặt chống trong xuyên suốt các quá trình các bác sử dụng. Và mặt chống ngày hôm nay thì sẽ được sản xuất tại làng nghề Đạm Bái Bắc Ninh, tại chính xưởng em, và thợ bên em với kinh nghiệm đã hàng chục năm nay, cho nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Thứ nhất là về chất lượng, thứ hai là về độ sắc nét của mặt chống đầu ngày hôm nay. Và mặt chống ngày hôm nay thì sẽ có gì đặc biệt thì em xin mời tất cả các bác cùng em đồng hành ở những giây phút tiếp theo ạ. Về thiết kế họa tiết hoa văn thì bên em vẫn sẽ giữ được những thiết kế chuẩn của chống đồng Đông Sơn. Về phần tâm chính là hình ngôi sao 14 cánh tượng trưng cho mặt trời, và đây chính là những nguồn ánh sáng giúp các bác chống lại những nguồn hung khí. Bên xung quanh thì sẽ là những cái hình tròn đồng tâm tượng trưng cho sự luân hồi, tuần hoàn của thời gian. Xen kẽ những cái vòng tròn này chính là những họa tiết những người Việt cổ, ví dụ như là những hoạt động đang nhảy múa bên nhà sàn này, những hoạt động giã gạo hay là những hoạt động đua thuyền. Ở những vòng ngoài cùng thì sẽ là những linh vật cổ của người Việt như là chim lạc hay là hươu, tượng trưng cho thiên nhiên, và thiên nhiên thì chạy xung quanh hoặc những hoạt động của con người, nó sẽ tượng trưng cho sự tương hợp giữa thiên nhiên. Ngoài ra thì trực tiếp trên mặt trống thì bên em sẽ có hình ảnh của đất nước Việt Nam với đầy đủ 63 tỉnh thành. Trung tâm của cái ngôi sao chính là hai chữ Việt Nam, và tất nhiên là phải đi kèm những quần đảo cực kỳ thiêng liêng của Việt Nam như là quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa. Được sản xuất hoàn toàn trên tấm đồng đỏ với độ dày là 6cm. Đặc biệt là còn có thêm lớp phủ bóng 2K bên ngoài nữa, cho nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm về độ bền của mặt chống do bên em cung cấp. Về bảo hành thì bên em sẽ đi kèm với chương trình bảo hành lên tới 5 năm về màu, cũng như là trọn đời về chất liệu đồng, cho nên các bác hoàn toàn có thể yên tâm. Về vận chuyển thì bên em sẽ hỗ trợ làm miễn phí vận chuyển toàn quốc. Khi đóng gói thì bên em sẽ đóng gói hàng thật kỹ càng và gửi qua bưu điện để đảm bảo là khi các bác nhận hàng này thì mặt chống do bên cung cấp nó hoàn toàn nó không hề bị méo móc hay là nó bị chầy phải đẹp ở bên ngoài. Và ngoài những cái đường kính như là 50 thì bên em vẫn sẽ nhận sản xuất những mặt chống theo yêu cầu của tất cả các bác, ví dụ như từ 20 hay 40, thậm chí là những mặt có kích thước cỡ lớn từ như 1m8, 1m9 hay thậm chí là cả 2m. Và nếu như các bác đang quan tâm và muốn sở hữu những mặt chống như thế này để tân trang cho phòng khách, phòng làm việc hay những không gian quan trọng của các bác, thì các bác hoàn toàn có thể liên hệ em Đạt có hotline 0868 355 286 để được em tư vấn cụ thể chi tiết nhất. Và em xin phép được dừng video ngày hôm nay tại đây. Em rất mong sẽ tiếp tục nhận được những lượt thích, những lượt đăng ký từ tất cả các bác. Và em Đạt xin chào và hẹn gặp lại các bác ở những video lần sau ạ.